đài, chị có thể giúp cho các bạn xem đài hiểu được những cái lợi ích của yoga đối với hệ tiêu hóa của chúng ta hay không? Phần lớn chúng ta biết rằng khi tập yoga nó đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, thì nó giúp cho cải thiện cái các cái hoạt động của các cái hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tim mạch. Thì cái phần yoga trị liệu này nó không đơn thuần là chỉ chữa hết một số những cái triệu chứng bệnh, mà nó còn giúp cho chúng ta hiểu được cái nguyên nhân gốc rễ của bệnh nữa. Thì thông qua cái quá trình luyện tập yoga như thế này thì chúng ta có thể là ngăn ngừa được những cái rối loạn về tiêu hóa, và chúng ta có thể đẩy lùi được những cái bệnh về tiêu hóa. Sau đây mời chị Thanh Uy và các bạn xem chương trình chúng ta cùng với Trung tâm Yoga Đà Lạt thực hiện một số những cái tư thế yoga rất là hữu ích cho cái hệ tiêu hóa của mình. Ta nâng hai chân lên, co gối lại, khoanh tay, ép sát gối vào người, thở ra. Lặp lại, nâng gối lên, co lại, ôm sát gối vào người. Búng mạnh hai chân, đập gót chân xuống sàn. Xoay bàn chân phải qua phải, từ từ hạ gối phải. Xoay người qua phải, đặt bàn tay trái bên cạnh chân. Mắt nhìn theo tay. Mỗi tư thế chúng ta có thể giữ lâu từ đến 30 giây. Từ từ nâng người lên, trả người về trước. Nâng gối, hạ tay, thở ra, xoay bàn chân về. Mở gối bằng vai, hai bằng cẳng chân song song. Từ từ nâng hai tay lên, hít vào. Chậm chậm xoay người qua phải, ngã người ra sau. Tay phải nắm lấy cổ chân trái. Hơi đẩy hông về trước, mắt nhìn về phía trước, đừng quay xuống. Giữ lâu, hít sâu, thở chậm. Từ từ nâng người lên, hạ tay, thở ra. Co chân phải lại, đặt qua gối trái. Khuỷu tay trái đưa qua gối, thẳng tay xuống nắm lấy bàn chân, tay phải đưa ra sau, vòng tay ôm lấy hông. Hít sâu, thở chậm, mỗi nhịp thở ra vặn thêm cột sống, thả lỏng người ra, từ từ trả người về trước, thở ra, thả tay duỗi chân, từ từ nâng hai tay lên cao, hít vào. Vươn dài cuộc sống, gặp người, thở ra. Hít sâu, thở chậm. Mỗi nhịp thở ra, hóp bụng lại, thả lỏng thêm người. Dài cuộc sống, nâng người lên. Hà tay, thở ra. Quý vị và các bạn thân mến, tập thể dục được xem là một yếu tố rất là quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, giúp cải thiện sức khỏe thể chất, nâng cao thể lực và giúp bạn có một cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Đến đây thì chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Có thể nói khi đến với nhạc quán Diễm Xưa, quý vị và các bạn sẽ được sống trong một không khí thân ái, vừa mang tính gia đình, vừa là một hội quán của những tâm hồn đồng điệu với âm nhạc. Tìm lại một chút gì còn đọng lại của Đà Lạt xưa với những nét quyến rũ rất riêng của một không gian thanh bình, yên ả.